Dòng sông Mississippi vĩ đại từ lâu đã chiếm trọn trí tưởng tượng của người Mỹ, bắt nguồn từ Minnesota và lan rộng về phía nam đến New Orleans, nơi nó đổ ra vịnh Mexico. Mississippi là hệ thống sông lớn nhất ở Bắc Mỹ và đã đạt được vị trí gần như huyền thoại trong lịch sử nước Mỹ. Tour Thăng Long Travel đưa bạn dọc theo dòng sông huyền thoại, đi qua 10 tiểu bang sau đến thành phố lớn và nổi tiếng: Louisiana, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Missouri, Illinois, Iowa, Wisconsin, Minnesota. Tour từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Đi và cảm nhận nước Mỹ vĩ đại, những nơi như những câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Khám phá dòng sông Mississippi, cảm nhận giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế. Đây là một trong những dòng sông đẹp nhất nước Mỹ và nó cũng là một điểm đến du lịch hoàn hảo cho những ai yêu thiên nhiên hay những cảnh đẹp nên thơ, trữ tình. Tour từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, 15 ngày, 14 đêm, giá tour 2.200 Mỹ Kim, bao gồm vé máy bay khứ hồi, vé vào cổng tham quan, Hotel Sabus, Thăng Long Travel, 408-901-9000.